Hạ Vi bất ngờ đi đua xe cùng bạn trai Cường Đô La. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, Cường Đô La bất ngờ đăng tải hình ảnh anh và Hạ Vi đang có chuyến đi chơi khá thú vị sau những tháng ngày hot girl vạn người mê bận rộn quay phim Tấm Cám. Chuyện chưa kể. Theo đó, chàng trai đại gia phố núi chia sẻ bức hình Hạ Vi đang lái xe và anh ngồi ghế phụ đi đến đường đua xe ở Long An kèm dòng chú thích: một ngày hạnh phúc tại vùng đất hạnh phúc với những con người hạnh phúc. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Có thể thấy, sau chuỗi ngày bận rộn, Hạ Vi vẫn đồng hành, sánh bước cùng Cường Đô La trong những chuyến chu du, thậm chí cả chuyện đam mê xe cộ của anh. Chàng doanh nhân trẻ cũng rất hạnh phúc với những ngày tháng sống trong yên bình tình yêu đầy mật ngọt này. Trước đó, Hạ Vi từng cho biết, Cường Đô La rất tự hào với những gì mà cô đã làm được. Nhận xét đó thực sự là động lực lớn đối với người đẹp gốc Hải Phòng. Tuy nhiên, trước tin đồn dựa hơi chàng đại gia phố núi để tiến thân vào showbiz, Hạ Vi đã khẳng định bạn trai cô là người có mắt nhìn người. Cả hai công khai chuyện tình cảm vì tin tưởng nhau và mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Chia sẻ về chuyện tình cảm, Hạ Vi không biết tình yêu sét đánh là gì, vì cô rất thận trọng khi yêu ai đó. Gặp nhau phải nói chuyện, cảm thấy hợp thì mới từ từ tìm hiểu rồi tính tới chuyện lâu dài. Mẫu đàn ông lý tưởng của hot girl là người ra dáng đàn ông, đàng hoàng, lịch sự, đặc biệt là từng trải.